này ta gọi là cái nọng cầm á, da của mình nó vẫn còn đẹp nhưng mà cái phần này không cách gì để có thể ngăn được nó hết trơn. Nó có những cái mô mỡ dư thừa ở hai vùng má rất là khó chịu thì làm cho khuôn mặt mình nó to, để làm thon gọn mặt mà không cần phẫu thuật và cũng không cần hút mỡ. Bác sĩ có cái cách nào để làm cái gương mặt này trở thành baby face ngày xưa chưa có cái nọng này không ạ? Cảm ơn câu hỏi của Thúy. Thì đối với trường hợp nọng cầm thì ngày xưa mình cũng phải áp dụng phương pháp hút mỡ. Và sau khi hút mỡ thì tôi biết rồi, mình phải ghen lại, mình phải băng bó. Bởi vì nếu không thì nó sẽ tạo một cái khoang ảo bên giữa và nó lại động dịch trở lại và vân vân, nó sẽ ảnh hưởng đến cái hiệu quả nó không được cao. Thế thì mình phải băng bó, mà băng như một cái trường hợp chấn thương đầu ấy đó. Nó rất là khó chịu, phức tạp đó. Và làm như là mình đang bị chấn thương rất là dữ thì sẽ gây những cái khó chịu đó. Và như nãy mình nói là cái sự hút mỡ cũng phải rất là khéo, bàn tay bác sĩ phải thật sự là khéo và đều để không tạo nên cái mô sượng. Tuy nhiên tại Medicos hiện tại chúng tôi không hề sử dụng cái phương pháp hút mỡ luôn. Bây giờ chúng tôi sẽ dùng cái phương pháp gọi là tiêm tăng mỡ để mình có thể và tiêm vào những cái vùng nọng cầm nè, hoặc là những cái má phính. Có những cái bạn trẻ thôi, không phải là do lão hóa già, mà cái bản thân tức là bẩm sinh nó có những cái mô mỡ dư thừa ở hai vùng má rất là khó chịu thì làm cho khuôn mặt mình nó to bè, thì mình có thể sẽ sử dụng cái phương pháp đó, mình sẽ làm thon gọn mặt mà không cần phẫu thuật và cũng không cần hút mỡ. Nhưng mà một cái thắc mắc hay gặp nữa mà các bạn hay hỏi mình, thế thì và Thúy cũng có hình dung về cái chuyện này không? Ví dụ như khi mà mình làm tan mỡ như vậy, mình tan mỡ để hóa lỏng mỡ thành nước và cho cơ thể luôn, nhưng mà cái vùng da khi mà đang đầy đặn như vậy thì da còn căng căng, nhưng mà khi mà vỡ tan đi thì cái lớp mô đệm coi như là nó bị giảm đi, thì cái vùng da này nó sẽ bị nhăn nheo. Thúy có thắc mắc đây điều đó không? Dạ có, và cũng đó. Sợ lắm hả? Thì đây là thắc mắc rất là nhiều của các cái khách hàng mà khi mình tư vấn dịch vụ này. Nhưng mà đâu đó người ta đã tính hết rồi, trong cái thuốc tan mỡ đó người ta đã có những cái thuốc mà nó săn da. Làm cho cái da mình nó săn lại, tức là những cái vùng tim đó da sẽ được trẻ hóa và được săn lại, cứ mỡ ốp vô bao nhiêu là nó săn lại bấy nhiêu. Và cái này đã chứng minh thực tế rất nhiều cái trường hợp ở Medicos làm, cái da vùng tim sẽ đẹp hơn, trẻ hóa hơn. Cho nên hoàn toàn không lo ngại về cái vấn đề tại sao là mỡ teo đi, tan đi thì da nó sẽ đùng lại, nó sẽ trùng nhăn lại, thì hoàn toàn không có. Thì da nó sẽ được trẻ hóa và được săn chắc lại, căng theo cái lượng mỡ ấp vào. Hay đúng rồi. Thúy thấy là bây giờ mình đừng lo chi hết, nếu như mà đến với lại Medicos Clinic and Spa mà chỉ cần lo một chuyện thôi là chuẩn bị tiền nha. Rồi đi đến đây muốn đẹp cái gì thì cứ nói với lại bác sĩ Phương Thảo, bác sĩ sẽ đáp ứng được và các bạn sẽ được vừa đẹp và vừa yên tâm nữa.